Hello anh em, trên tay mình đây là cái vợt Archok 100ZZ siêu phẩm dành cho những anh em tay to. Cùng đi tìm hiểu xem cái vợt này có cái thông số kỹ thuật và có gì đặc biệt không mà nó lại được mệnh danh là dành cho những người tay to nhá. Ok, bắt đầu thôi. Đập vào mắt chúng ta đầu tiên đó chính là phần thiết kế màu sắc khá là nổi bật của cây vợt này. Ở đây chúng ta có một cái phối màu xanh đen đó. Ngoài ra thì những cái họa tiết vằn màu trắng ở trên thân vợt cũng như mặt vợt ở đây khá là ấn tượng. Một cái điểm nổi bật trong cái việc thiết kế nước sơn trên cây vợt Archok 100ZZ này đó chính là nó có sở hữu một nửa cái mặt vợt bên ở vị trí này là nước sơn bóng và một nửa cái mặt vợt còn lại ở bên này xuống cái thân vợt là nước sơn nhám. Đó, đây là một cái điểm đặc biệt mà theo như mình nhớ không nhầm thì chỉ có trên cái cây 100ZZ này mới có cái thiết kế màu sắc và nước sơn như vậy thôi. Một nửa mặt vợt là bóng, một nửa đây là nhám, xuống đến thân vợt là nước sơn nhám hết. Đó, đây là một cái điểm đặc biệt đáng nói đến về cái phần thiết kế nước sơn màu sắc bên ngoài của cây vợt này. Ngoài ra ở đây chúng ta vẫn có thể nhìn thấy những cái màu sắc nổi bật khác, điểm xuyết ở trên mặt vợt nó chính là màu cam ở đây. Đó, màu cam cùng kèm với cả dòng chữ Archok 100ZZ. Đó, các bạn có thể nhìn thấy kèm dòng chữ Archok 100ZZ. Về tổng quan đánh giá điểm cho cái nước sơn của cây vợt này ấy, thì mình đánh giá cái độ hoàn thiện của nó khoảng 9 trên 10 điểm. Một cái vợt cao cấp thì chắc chắn rồi, nó sẽ được hoàn thiện theo cái tiêu chuẩn cao nhất và cái chất lượng cao nhất. Đó, chúng ta hãy cùng nói thêm một chút về cái cây vợt 100ZZ này nhé. Như các bạn biết ấy, thì hãng thể thao Yonex cho ra mắt khá nhiều các dòng vợt khác nhau, có thể kể đến như là dòng Nano Flare này, dòng Archok này, dòng Vuntric này, đó, và rất nhiều dòng vợt khác. Thì thông thường những cái ký hiệu của cây vợt mà có cái hậu tố Z ở đằng sau ấy thì thường là những cây vợt cao cấp của cái dòng vợt đấy. Ví dụ ở đây chúng ta có Archok 100ZZ này, dòng Vuntric chúng ta có Vuntric Z Fox 2 này, rồi dòng Nano Ray thì nó có Nano Ray Z Speed này. Đó, thì đó đều là những cái cây vợt mà cao cấp đầu bảng của các dòng vợt đó. Thì ở đây 100ZZ cũng không ngoại lệ, nó cũng là một cây vợt cao cấp, gần như là cao cấp nhất của dòng vợt Archok. Hiện nay trên thế giới thì có rất nhiều các vận động viên đang sử dụng cái cây vợt siêu phẩm này. Chúng ta có thể kể đến nổi bật nhất đó chính là Victor Axelsen đang sử dụng và thi đấu rất là thành công. Gần đây thì Victor Axelsen này hay là vận động viên đơn nữ số 1 của Nhật Bản ấy cũng đã sử dụng cây vợt 100ZZ nhưng mà chuyển sang cái bản Kurenai rồi, cái bản màu đỏ ấy. Đó. Ngoài ra còn rất nhiều những cái vận động viên khác người Nhật Bản cũng đang sử dụng cái cây vợt này để thi đấu nội dung đôi nam. Trong đó nổi bật nhất là vận động viên đôi nam số 1 của Nhật Bản, Endo, người đánh cặp cùng với cả Watanabe. Đó, thì cũng đang sử dụng cái cây vợt cao cấp này. Rồi, đó là tổng quan về ngoại thất cũng như là một số thông tin chúng tôi cung cấp thêm cho anh em về cái cây vợt 100ZZ này. Vậy thì thông số của cái vợt này nó có gì đặc biệt hay không? Thì ở đây trên tay tôi có một cái phiên bản 4U với sức căng là 20 đến 28 pound, tương đương với từ 9 đến 12.5 kg, cán cầm G5. Thì ở đây cái cán cầm G5 nó là tiêu chuẩn, nó phù hợp với hầu hết người chơi phong trào tại Việt Nam nói riêng và người chơi ở Đông Nam Á nói chung. Tiếp theo chúng ta có một cái đũa vợt cứng. Thì cái đũa vợt trên 100ZZ này như nhà sản xuất công bố ấy, thì nó là có cái độ cứng từ cứng đến siêu cứng. Ngoài ra thì đầu vợt có cái điểm cân bằng cao, nó sẽ khiến cho cái đầu vợt nặng. Thì tổng thể ở đây về cái thông số kỹ thuật đó thì chúng ta có một cây vợt có cái thân cứng, đầu vợt nặng. Nó sẽ đòi hỏi người chơi phải cần có cái lực cổ tay khỏe và cái trình độ từ khá trở lên mới có thể chơi tốt được cây vợt này. Bản thân mình khi mà đang sử dụng Ironax 6000C ấy, thì khi mà trải nghiệm qua cái cây vợt 100ZZ này, mình cảm giác nó tay mình vẫn chưa thể đáp ứng được, vẫn hơi yếu khi mà sử dụng cái cây vợt 100ZZ này, cảm giác nó vẫn hơi đuối và cái thân vợt nó khá là cứng, thì nó đòi hỏi người chơi phải có cái lực cổ tay thật là khỏe thì mới có thể chơi được cây vợt này.
Ở trên cây vợt Atrox 100ZZ này ấy, chúng ta vẫn bắt gặp ở đây những cái công nghệ quen thuộc cao cấp đầu bảng của hãng Yonex khi mà được áp dụng trên cây vợt. Thì đầu tiên đó chính là công nghệ EB Cup Plus. Nó chính là cái công nghệ nắp chui vợt mới này. Nó có cái phần tì tay của ngón cái này thuận tiện hơn, nó vừa vặn và thuận tiện hơn. Nó cho anh em có cái cảm giác tì cầu, thủ cầu, chặn cầu nó chính xác hơn, linh hoạt hơn. Ngoài ra thì cái phần đỉnh của nắp chui vợt này nó có cái dạng bát chữ V này này, khá là quen thuộc rồi. Hầu hết các cây vợt cao cấp của hãng Yonex hiện nay đang áp dụng cái công nghệ này, thì nó giúp cho tăng cái lực uốn theo phương dọc của thân vợt này này. Đó, nó sẽ tăng cái lực đập cho anh em này, hỗ trợ lực nhiều cho anh em này. Ngoài ra thì nó giảm cái việc lắc ngang. Cái việc lắc ngang đấy nó sẽ ảnh hưởng xấu đến cái thân vợt. Đó, thì đây là cái chi tiết khá là nhỏ thôi, nhưng mà nó đem lại cái hiệu quả khá lớn khi mà bảo vệ được cái độ bền của thân vợt. Tiếp theo chúng ta có một cái đũa vợt. Ở đây là Hyper Slim Shark. Thì theo mình cảm nhận thì đây là một cây vợt có cái đũa vợt nhỏ nhất trên thị trường hiện tại. Đũa vợt rất nhỏ, tuy nhiên thì cái thông số nhà sản xuất đưa ra ấy, thì đây là một cây vợt có thân rất cứng. Ngoài ra trên thân vợt của cây vợt Atrox 100ZS này nó vẫn được áp dụng cái công nghệ nêm, công nghệ huyền thoại rồi, có trên Atrox 88D, 88S từ 2018 cơ. Đó, thì tổng thể chúng ta có một cái thân vợt mạnh, tuy nhiên thì nó vẫn giữ được cái độ cứng, độ bền, sự bền bỉ đó, đảm bảo tốt cho anh em. Dù anh em có cái lực cổ tay tốt đến đâu, cái sức uốn của cây vợt có cao đến đâu thì cái thân vợt này vẫn đáp ứng được độ bền. Rồi ở trên mặt vợt ở đây chúng ta vẫn có những cái công nghệ isometric, thì nó tương tự như trên các cây vợt khác thôi. Nó sẽ giúp mở rộng cái vùng điểm ngọt trên mặt vợt ra, giúp cho anh em những cái điểm tiếp xúc cầu dù là lệch tâm vợt thì lực vào vẫn đảm bảo tối đa, một cách tối đa, và cái đường cầu bay nó chính xác và ổn định nhất. Rồi nhìn chung thì những cái công nghệ nổi bật thì mình đã nêu ở trên rồi. Ngoài ra thì còn khá là nhiều những cái công nghệ khác mà anh em có thể theo dõi cụ thể hơn ở trên website của HV Shop. Cũng có khá nhiều anh em review chi tiết cái cây vợt này rồi, thì ngày hôm nay mình mới có cơ hội trên tay cây vợt này và review nhanh cho anh em. Hãy cùng đi nhìn lại qua một lần nữa một số cái hình ảnh về cái siêu phẩm 100ZZ này nhé. Rồi, tổng kết lại ngày hôm nay chúng ta có trên tay một cây vợt cao cấp đầu bảng của dòng vợt Atrox, đó chính là Atrox 100ZZ. Nó là một cây vợt có cái thân cứng, độ nặng đầu cao, đòi hỏi người chơi phải có trình độ từ khá trở lên, lực cổ tay từ khá đến giỏi thì mới có thể chơi tốt cây vợt này. Nó sẽ phù hợp cho những vận động viên chuyên nghiệp, những người chơi phong trào có lực cổ tay tốt, hay nói cách khác là có một cái tay to, tay khỏe, thiên về cái lối đánh tấn công mạnh mẽ. Đó, phù hợp, có thể hoàn toàn có thể phù hợp cho anh em đánh đôi cũng như đánh đơn được. Rồi, cảm ơn anh em đã cùng HV Shop ngày hôm nay đi trải nghiệm nhanh cái cây vợt Atrox 100ZZ. Anh em có ý kiến đóng góp gì hãy comment ở phần bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Đừng quên like, subscribe và đón chờ những video tiếp theo đến từ HV Shop. Xin chào và hẹn gặp lại.